Anh chưa ngủ à? Chưa. Chờ em vào ngủ. Sao lại đợi em? Anh thấy ngày hôm nay trong lịch em khoanh đỏ. Vì sao vậy? À, là ngày em trả tiền thuê mặt bằng. Một ngày trả tiền nước, một ngày trả tiền điện. Thế á? Anh tưởng trả tiền thuê cửa hàng là đầu tháng chứ. Lại có cả ba ngôi sao bên cạnh này là sao? Chắc là ngày đặc biệt lắm hả? Có đâu. Có mà, ba ngôi sao đấy. Bên cạnh khoanh đỏ đấy. À, mấy cái hình ai vẽ lung tung này nhỉ? Ba ngôi sao đấy. Thì có cái gì đặc biệt đâu. Chắc là nhìn nhầm thật. Em. Cái váy này em mặc đẹp mà.